chào mọi người. Ngày hôm nay là ngày rất là đặc biệt. Gula đang cầm trên tay là một bảng giá hàng bán sale khuyến mãi cuối năm, là giá của những mẫu loa hàng trưng bày đây có rất là nhiều thương hiệu: Prosin, Bosa, Best, Agnos, Telesen, BD, rất nhiều thương hiệu đây. Và rất nhiều mẫu loa thì một năm Gula sẽ bán hàng giảm giá, hàng trưng bày đúng một lần mọi người nha, chỉ một lần duy nhất trong năm thôi. Đó, nhanh tay thì còn, chậm tay là nhanh hết. Ok, đây là bảng giá của mình. Và thường thì chúng ta mua hàng cuối năm thì chúng ta hay lo lắng là chế độ bảo hành hoặc mãi như thế nào, thì bây giờ mình sẽ công bố chính sách tại Gula luôn nha mọi người nha. Tất cả các loa đây, trong đợt hàng này, nếu trong vòng 1 tháng nếu loa bị lỗi, mọi người vẫn được quyền đổi sang mẫu khác giữ nguyên giá trị của chiếc loa. Ví dụ mẫu này mọi người mua với giá là 3 triệu đi, ví dụ nha, thì mọi người lỡ trong 1 tháng nó bị lỗi, mọi người muốn đổi sang giá 4 triệu cái loa khác, loa mới hoặc loa khác giá 4 triệu thì mọi người bù đó là 1 triệu. Đó là chính sách của mình nha. Còn bảo hành là bảo hành bình hoặc pin là 1 tháng, micro 6 tháng và bo mạch loa là 6 tháng. Ok. Rồi, chỉ áp dụng cho những khách đến tận nơi tại cửa hàng kiểm tra hàng và test hàng. Rồi, đó. Không áp dụng mình bên mình không giao mọi người nha. Trong đợt hàng này thì nó nhiều quá, mình giao sẽ không kịp đâu, sẽ phục vụ người không tốt. Mà người đến đây xem trực tiếp tận nơi, mọi người test kiểm tra ok hết mình mới trở về nha. Cái thứ hai, nếu mà những khách ở tỉnh xa thì mình chỉ áp dụng là quý khách hàng chuyển khoản trước, Gula mình sẽ đóng kiểm tra test hàng, sau đó đóng gửi nhà xe cho mọi người và bao ship tận nơi. Bao ship nhà xe mọi người nha, xin lỗi mà nói nhầm. Ok. Và mỗi khách hàng mua đợt hàng này đều có một cái quà tặng như sau, là đây là tặng một cây này. Đó, này là áp dụng cho tất cả mọi loa mọi người nha. Đấy. Rồi, và đây là có một bộ mixer G4. Mixer G4 này mình sẽ tặng cho những mẫu loa trưng bày mà hợp với loại mixer G4 này. Đó, và đây cũng là có một cái bảng giá. Ok. Rồi. Bây giờ mình sẽ chia sẻ cho mọi người một cái bảng giá nha. Và những cái mẫu loa hàng trưng bày đây mọi người đều là nó hàng nguyên thùng mọi người, hàng còn thùng, còn đầy đủ phụ kiện mọi người nhé. Tí mình sẽ cho mọi người xem loa nào có thùng như thế nào luôn. Ok. Bây giờ chúng ta bắt đầu nhé. Bắt đầu. Hàng trưng bày là hàng cực kỳ ít lỗi. Lý do vì sao? Tại vì được Gula bên mình test cho khách hàng khi khách hàng đến tận nơi cửa hàng của mình. Và người để ý cửa hàng nè, có kính đó và rất là ít bụi bặm, nên là hàng ở đây như mới. Mọi người có thể xem nha. Đây là mẫu, mình sẽ đây có trên đây là bảng giá đây. Lo Prosin W15B, giá gốc của nó là 7,5 triệu. Mọi người để ý, hãng Prosin tất cả các model, tất cả đại lý đều bán chung một giá là 7,5 triệu. Mà mẫu này trưng bày giá còn là 6,5 triệu. Thì nó sẽ có cái thùng mọi người nè. Thùng là thùng mới nè, đó, W15B. Rồi, ok. Nó sẽ bao gồm ở trong chúng ta là, mình nói về micro cho mọi người ha. Còn dây sạc phụ kiện là mình, nó đỡ tốn thời gian mọi người. Nó có một cặp micro như thế này. Đó, lau sạch một phát cái là nó như mới. Ok. Rồi, chúng ta sẽ xem về ngoại hình chiếc loa mọi người nha. Khi mà mua loa này thì chúng ta không cần phải roda hoặc bunding gì hết, về là xài thôi, tại vì mình đã mở nhỏ nhỏ rất là nhiều thời gian rồi. Đó, nguyên bộ như mới mọi người nha. Ok, đó. Cái nào có chỗ chày xước là mình sẽ nói chày xước, nó bị đây xíu nè. Bị dốc sơn đây xíu thôi. Đó, này dốc sơn rồi ta. Nó hơi bị va chạm chút thôi mọi người, còn những chỗ khác mọi người có thể thấy như mới, chưa bị chày xước. Đó, và đương nhiên là những cái bánh xe của những mẫu loa đây thì nó sẽ không được như mới mọi người nhé. Những bánh xe thì mình lau sạch xíu là được rồi. Ok. Đây là mẫu Prosin W15B, mình sẽ bỏ xuống này. Tiếp theo, đây là mẫu Bosa BA8000. Nếu mọi người lên trên Google, mọi người có thể gõ là mẫu này thì tất cả các đại lý đều bán là 8,5 triệu. Mẫu này trưng bày thì cô loa mình bán là 7,5 triệu. Ok. Đó, chúng ta có thể xem đây. Nguyên thùng đó mọi người nè. Bosa BA8000. Đó. Mình sẽ nói về micro thôi nha. Thì cái nào cũng có dây sạc được rồi. Micro, bộ micro của nó đây mọi người. Bộ micro. Cái này hơi dính băng keo xíu nha. Rồi. Đó. Những cái loa này mình đều có video lên cho mọi người xem rồi nha. Đấy, hai cái micro. Mọi người có thể đến trực tiếp tận nơi. Đấy. Còn rất nhiều mẫu loa hấp dẫn phía sau. Ok. Đây là mẫu Bosa BA8000 nha. Chúng ta xem về ngoại hình nè. Đó, mặt trước nè, mặt trước.
Nếu mà chúng ta tiết kiệm được 1 triệu thì chúng ta có thể mua quà tặng cho vợ chẳng hạn, mua quà tặng cho con chẳng hạn, mua quà tặng cho người nào đó mình thân yêu đó, hoặc là làm một cái việc gì khác, đó cũng rất là tốt. Tại vì bên mình đã có chính sách bảo hành hậu mãi rất là đàng hoàng và lâu dài cho mọi người. Hồi nãy mình quên nói là trong thành phố Hồ Chí Minh thì Golo bên mình vẫn bảo hành tận nhà cho mọi người nhé. Ok, tiếp theo đó là mẫu Prosin W15 Super. Đấy, như mới. Ok, W15 Super đây mọi người đó, chúng ta có thể xem cái thùng này nha. Đây thùng này mọi người nè, W15 Super màu xám, nguyên thùng đó nha. Đó, rồi chúng ta có thể xem vào cái loa đây. Đấy đó, mọi người có thể xem gần đây nữa. Cái này nó hơi màu ngã ngã chút thôi, còn đây là màu đen ri mọi người nè. Đó, màu đen ri luôn nè mọi người. Hàng như mới. Đấy, hàng như mới. Ok, đó. Rồi, tiếp tục đó là mẫu mẫu này là mẫu gọi là huyền thoại. Chứ mình đẩy ra ngoài cho sáng ha. Mình đẩy ra ngoài cho sáng. Anh quay phim nói là vào đây hơi tối. Ok. Đây là mẫu hồi nãy mình quên lấy cái micro của mẫu Prosin Super mọi người nha. Bộ micro đây. Đó. Ok. W15 Super. Như mới nha. Ok rồi. Đến mẫu này là mẫu BET 4240. À, nói mẫu này trước đây ha. Mẫu Agnos KB39U. Đây gọi là mẫu huyền thoại của hãng Agnos. Nó làm nên tên tuổi của hãng này đó mọi người, của công ty Sơn Ca. Thì hồi trước nếu mọi người cách đây khoảng 2-3 năm trước thì ra đường chắc mình thấy cái vòng cam cam này, chữ cây bóng này là rất là nhiều. Ok. Đó, chúng ta xem về cái ngoại hình đó nha. Đấy. Đấy. Rồi, các nút chỉnh mọi người có thể quay gần cho mọi người xem luôn. Và đây là cặp micro của nó đây. Hai micro. Đó, KB39U nha. Đó, chúng ta rồi, cái này cũng vậy. Đó. Ok. Rồi, tiếp tục mọi người nha. Đây là cái thùng của nó mọi người nè. Đây là cái thùng của nó đây. Đó, thùng là có mút rồi đầy đủ, đàng hoàng, bệt bóng đàng hoàng nha. Ok, tiếp theo đến một mẫu này là mẫu công suất lớn, mẫu lo BES 6900. Đây có thể nói là mẫu mà có tiếng bass của nhạc là tương đối lực đó mọi người, thuộc dạng top của bass đó. Đấy, và mẫu này là mẫu đây là mẫu BES. Đây, mình tính sau ha, tính lại cái rồi. Ok, BES 6900, giá gốc của nó là 8350, giá sale là 6.850.000. Ok, đây là mẫu 5 tấc nha mọi người. Xem cái mặt lưới nè, như mới mọi người nha. Nó chỉ bị hơi ngã màu ra chút, chúng ta quẹt sơn đen cái nữa là ok. Đấy, đây là thùng mọi người nè, thùng BES 6900. Ok, là những mẫu ở cửa hàng bên mình á, cửa hàng Gula bên mình là mình khi mà hàng về sẽ có một cái để ở cửa hàng trưng bày. Nên mọi người khi có nhiều cô chú sợ là bên mình bán hàng này kia, nhưng mà là khi bên mình hàng về đây thì mình sẽ lấy ra một cái để trưng bày, còn những mẫu mới sẽ giao cho khách hàng nha. Ok, đây bo mạch mọi người nè, mọi người có thể xem về bo mạch ở đây. À, bo mạch ha, như mới. Đấy, nước sơn nè mọi người. Ok, ra đây xem cặp micro của nó mọi người. Cặp micro nó đây. Đó. Đó, ok, 1 mic 2 mic. Cái màu vàng này, màu vàng mình thấy những cái bộ micro mọi người, sau một thời gian nó sẽ nhanh bị bay sơn hơn một chút so với những cái loại màu đen hoặc màu bạc. Màu vàng thì nó sẽ đẹp được cái thời gian ban đầu hơn. Đó, đó là cái khuyết điểm của những cái màu vàng hơi bóng bẩy. Ok. Rồi đây. Chúng bán ở đây là dòng loa K361. 361, 360M và 361M. Nó trước dòng S một đời mọi người nhé. Đó. Nhưng mà những mẫu này thì nó được lắp ráp tại nhà máy Hammer công nghệ Hàn Quốc. Thì mình sẽ quay cho mọi người ở những video sau nha. Mọi người nhớ nút đăng ký kênh nha, để cập nhật những video sau. Có những chương trình khuyến mãi cực kỳ hấp dẫn. Đó, nó có. Này, hai micro vậy mọi người nha. Ok, tiếp theo đến mẫu BES 4240 đây. Mẫu này BES 4240 đây mọi người. Đây, ok. Nó có cái ứng dụng là Cloud Karaoke của Sơn Ca mọi người nè. Đó, để chúng ta hát offline, hát trồn bài hát, hát không quảng cáo. Mẫu BES 4240 giá 5.700.000 thì giảm 1.000.000, còn 4.700.000 mọi người nha. Hàng như mới.
cái nước sơn này nó được cái là nó mới lâu đó mọi người nè, nước sơn nè, nước sơn này rất là mới. Ok, nước sơn này mình chỉ cần lau sơ cái là nó mới cáo à. Rồi chúng ta xem đây nha. Rồi đây chúng ta xem đây cái bộ micro đó mọi người nè, bộ micro có hai cái micro như vậy nha. Ok, đây là mẫu BET 4240, mình đã quay video cho mọi người xem rồi đấy. Rồi đây là thùng của nó mọi người, thùng nó này đó, thùng là mới cáo y như mới. Rồi tiếp theo tới mẫu, ủa lúc liền mà làm shipper rồi, mình đã quay lúc liền mà làm shipper rồi. Ok, đến mẫu Persin W12. Mẫu này thì với giá này thì hoàn toàn cực kỳ hấp dẫn luôn, 7,5 triệu còn 6,5 triệu. Này này là bán giá quá mềm đó mọi người. Đây ok, giảm 1 triệu mà chúng ta vẫn chế độ đổi trả, đổi nha, không trả, đổi sang mẫu khác nếu bị lỗi nha, còn bảo hành đàng hoàng đó. Mặt lưới trước này mọi người nè, chúng ta xem nha, mặt lưới trước đây đó là như mới, tại vì cửa hàng của mình chỉ để đây là trưng bày thôi. Đã bán loa là rất là yêu loa và nâng niu loa luôn. Đấy, mặt trước mặt sau đó không có bị chảy xước gì luôn. Ok, rồi chúng ta xem vào cầm mic đó nha. Mọi người cứ đến tận nơi tại địa chỉ số 4 đường Tân Hải, quận Tân Bình, Hồ Chí Minh nha, để mọi người kiểm tra và test. Ok, giá này chỉ một giá nha mọi người nha, đừng trả giá tụi mình nha, tại vì giá này đã giảm rất là sâu rồi. Ok, rồi đây đây là cái thùng của nó mọi người nè. Thùng của cửa hàng mình quay lên như thế nào thì mọi người sẽ nhận được chiếc thùng y như vậy. Đó, Porosin W12. Ok, rồi đây tiếp theo là mẫu Temis. Đây coi, mẫu này chưa có giá ở đây, đợi mình xíu nha. Đây là mẫu Best 3,5 triệu, 7,250,000 giảm còn 5,900,000. Đây là cái mẫu có quạt gió mọi người nè, đây là mẫu có quạt gió và khui ra ruột ra mọi người nè. Bữa giờ bán hàng mới không à, không có có bán cái mẫu này. Đó, nước sơn mọi người nè, nước sơn của cái loa này nó rất là cứng chắc. Đấy, rồi bo mạch mọi người nè, nhìn nó mạch là ghiền, nhìn nó ngạch là đúng ghiền luôn. Đấy, rồi ok, mặt lưới trước đây. Và đây chúng ta xem về cái bộ micro của nó mọi người nha, bộ micro nó đây, một mic micro mà mình nhìn mấy cái đầu bự á, những cái đầu này mà nhìn bự bự ra là nhìn nó ghiền hơn là những cái đầu nhỏ. Đó, ok, tiếp theo nha là mẫu này, hai mẫu này mình quên chưa có giá. Ok, đây là cái thùng loa mọi người nè, đây là thùng loa Best 3,5 triệu. Ok, tiếp tục là mẫu này mọi người, mẫu này là mẫu Best 3,300. À, mẫu này là mình đem ra, mình có quay video đem ra công viên mọi người, nó có màu đen và màu vàng đó, giá của nó, giá gốc là 6,750,000 với giá sale là 5,750,000. Ok, chúng ta sẽ nhìn được nó nha, mặt lưới trước đây, mẫu này là super bass luôn. Ok, nó có chế độ tăng bass đó, mặt trước mặt sau mặt trên lau một phát là như mới. Ok, chưa ốc chưa bị rét luôn mọi người, đó, ốc nó còn chưa bị xét luôn mà, trưng bày rất là như mới. Ok, rồi đây là bộ mic của nó mọi người nè, bộ mic này đó. Ok, đây là bộ mic nha. Rồi đây là cái thùng mọi người nè, thùng Best 3,300. Ok, rồi có một mẫu mà chúng ta đáng lưu tâm là chúng ta xài để chúng ta mở nhạc ở cửa hàng thời trang chúng ta bán hàng đây. Mẫu này mic thì ổn thôi chứ không có hay, nhưng mà nó được cái nó mở nhạc to đó, nếu chúng ta để ở cửa hàng chúng ta bán quần áo bán đồ cần mở nhạc to á, nhưng mà có không gian chút thì cái mẫu này nhìn nó cũng đẹp và cái công suất nó đủ để chúng ta mở nhạc chúng ta bán hàng nha. Mẫu Best 3,100 giá 3,200 giảm 500,000 còn 2,700. Ok, đây là những mẫu loa kéo mọi người nha. Bây giờ chúng ta sẽ đến với những mẫu này, những mẫu UK Pro M8, UK Pro M6. Đây là mẫu Box S1, mẫu Kaliana CS66. Đây, mẫu Kaliana CS66 mọi người nha. Đây, mẫu này giá là 1,350,000. Đó, giá 1,350,000 nha. Đây, của diễn viên MC Thanh Bạch làm đại diện thương hiệu cho thương hiệu Kaliana. Ok, tiếp tục là loa UK Pro M8. Mọi người chắc mọi người đã xem được cái video mà Gula
review cái bộ Mixer G4. Bây giờ là đạt cái bộ Mixer G4 này tổng lượt xem nó khoảng gần 300.000 lượt xem đó mọi người. Nên mọi người hiểu là cái bộ này nó có một cái sự quan tâm nhất định đó. Và nó sẽ hợp nhất trong tất cả các mẫu mà G4 này kết hợp mọi người, mình thấy nó hợp nhất với loa M6 và M8. Nên và đối với hai dòng loa này, cửa hàng Guloi mình trưng bày thì mình sẽ tặng cho mọi người bộ Mixer G4 giá 1.750.000 đồng. Ok, hai mẫu này nha. Bộ đây tiếp tục M8 đó, giá 8.900.000 tặng bộ Mixer G4 1.750.000. UK Pro M6 tặng bộ Mixer G4 giá 1.750.000. Ok. Cái mẫu loa KS360MS nè mọi người. Đó, cửa hàng mình trưng bày giá 5.300.000 giảm còn 4.700.000 nha. Ok. Rồi loa Boss S1. Ô, xin lỗi mọi người, cái này là giá bị nhầm rồi. Này là in giá nhầm rồi, giá của nó là 3.400.000. Giá của nó là 3.400.000 tặng bộ mix cái giá này nha, mình đính chính lại nha. Giá bộ loa Boss S1 là 3.400.000 tặng kèm bộ Mixer G4 giá 1.750.000. Ok. Đây là bộ loa Boss S1 mọi người nè. Ta sẽ xem về loa Boss S1 nhé. Đó. Cái này được dàn nút đẹp, à, dàn nút đẹp không có nghĩa nhiều nút chỉnh, không có nghĩa là mic hay. Bộ này nghe nhạc rất hay nhưng mà mic thì tệ. Đó, mọi người xem nè. Đó, dưới nè. Ở phía dưới có hai cái loa cộng hưởng nè. Mặt trước có một loa bass, sub hai loa chép ở trên. Đó. Và chúng ta xem cái phụ kiện của loa Boss S1 mọi người nhé. Loa Boss S1 đây. Boss S1. Đây. Ok, đây là phụ kiện của nó nha. Bây giờ chúng ta hồi nãy mình chưa cho mọi người xem về dòng loa UK Pro M6 và UK Pro M8. UK Pro M6 mọi người. Đó, nó như mới. Cái này mình chỉ cần lau sơ cho mọi người xíu thôi là nó như mới luôn mọi người. Đó. Và cái anh kỹ thuật bên mình mọi người có chỉ cho bên mình một cái cách để chúng ta có thể sau thời gian sử dụng loa, loa nó bị cũ xíu, chúng ta sơn lên xíu nó sẽ làm cho cái loa mới. Nãy giờ đang mở nhạc loa này mọi người nè. Đó, UK Pro M8. Bây giờ mình sẽ thử cho mọi người xem nhé. Cho em mượn cái chai RP7 á. Bên kia. Đó, cho mọi người xem chai RP7 nha. Đây. Rồi, mượn cái khăn lau. Đây, ok. Đây, cái khăn lau mọi người nha. Loa cửa hàng mình trưng bày mọi người. Mọi người để ý có thể xem đây nha. Đây là nó cũng bình thường thôi ha. Bình thường thôi, mình xịt chai này mọi người có thể mua bên ngoài nha, RP7. À, không có quảng cáo gì cho cái này mà thấy này nó hay quá. Với lại một số cái loa á mọi người, sau một thời gian cái nút nó bị xét xét á, mọi người vặn cái nút này nó nghe rẹt rẹt là cái đó nó bị xét cái nút ở trong á. Mọi người chỉ cần kéo nó ra xịt vô một phát là nó hết xét, là xài cái chai này. Ok, mình thử mọi người xem nha. Xịt phát là như mới. Đấy. Cái này là dầu mọi người nè. À, như mới. Ok, làm sạch rất là đẹp. Bóng loáng luôn mà ha. Trời ơi, nó bóng loáng. Như mới luôn. Đó. À, nhiều cô chú hỏi là đừng có đem cái loa trưng bày giao cho anh nha. Không, cửa hàng bên mình là có hàng trưng bày tại cửa hàng để cho mọi người test, còn hàng giao đi là hàng mới. Ok. Đó, mọi người có những thắc mắc gì có thể bình luận bên dưới. Còn giá thì mình sẽ cập nhật ở phần bình luận mọi người nhé. Ở phần bình luận mình sẽ để một cái bảng giá đó cho mọi người. Còn mẫu nào đã bán mình sẽ ghi là đã bán cho mọi người nha. Đó, còn khi mà đã thanh lý hết tất cả mọi loa đây thì mình sẽ xóa video. Ok, xin cảm ơn mọi người rất nhiều. Bye bye, xin chào và hẹn lại.